Rồi chào anh em nha, chiều nay mình lên cho anh em bộ sườn cốp CDS nha anh em, CDS 50 nha, sườn cốp CDS 50. Thì cái bộ sườn cốp CDS 50 màu đen này mình bán cho anh em cái giá là 4 chai nha anh em, 4 chai. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 996 332 nha anh em, 0933 996 332 nha. Bộ này nguyên zin, tháo xe nội địa Nhật về rất là đẹp, sơn xi zin toàn bộ, đẹp không lỗi nha. Bộ này bán giá sườn cốp là 4 triệu nha anh em, sơn zin nguyên bản, không bắn tốt nha, chưa vệ sinh nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em nha, 0933 996 332 ha. Bộ sườn cốp CDS 50 rất là đẹp. CDS thì lúc nào nó cũng có giá trị cao hơn là CD Bentley nha anh em. Sườn nó không có lỗ, như là nó là sườn cấp nhỏ nha. Giá bộ sườn cốp này là giá 4 triệu nha anh em. 4 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình. 0933 996 332 ha. Rất là đẹp. Màu đen. 4 triệu cho bộ sườn cốp này. Anh em nào chốt thì alo 0933 996 332 ha.